Xin chào bạn Càng về cuối năm thì chúng ta lại có thêm rất là nhiều những dòng điện thoại mới hỗ trợ kết nối mạng 5G Nhưng liệu rằng chúng ta có nhất thiết phải đầu tư mua một chiếc điện thoại 5G trong thời gian ngắn tới hay không? Thì với cá nhân mình là không các bạn ạ à. Tại sao lại như vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ muốn chia sẻ với các bạn về những cái quan điểm Những lý do mà các bạn không nhất thiết hoặc là không nên mua điện thoại 5G trong thời gian ngắn tới Và nếu xem xong cái video ngày hôm nay mà các bạn vẫn quyết định là mua cho mình một chiếc điện thoại 5G thì ok các bạn có thể là ghé qua hệ thống di động Việt. Hiện tại thì di động Việt đang phân phối rất là nhiều dòng smartphone hỗ trợ kết nối mạng 5G để các bạn lựa chọn với rất là nhiều những cái phân khúc giá khác nhau. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ đặt ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay nha. Lý do đầu tiên mà các bạn không nhất thiết và không nên mua điện thoại 5G ở thời hiện tại là chi phí đầu tư mua một chiếc điện thoại 5G thì nó tương đối đắt mà những gì nó mang lại cho cái trải nghiệm của chúng ta lại không hề ca một tí nào ca các bạn thấy rằng là hiện tại chiếc điện thoại rẻ nhất mà hỗ trợ mạng 5G phân khúc chính hãng thì nó sẽ phải rơi vào khoảng tầm là 10 triệu đồng các bạn ạ còn cái set ở cái mức giá trung bình á thì mình xét mình chia ra rất là nhiều những cái phân khúc á thì nó phải rơi vào khoảng tầm là từ 15 cho tới là 20 triệu đồng đây là một cái mức chi phí phải gọi là rất cao nha và có thể trong thời gian sắp tới thì sẽ có những chiếc điện thoại có mức giá rẻ hơn chính hãng khoảng tầm là từ 7 cho tới là 8 triệu đồng hỗ trợ kết nối mạng 5G nhưng chắc chắn rồi khi mà các bạn mua những chiếc điện thoại có phân khúc giá thấp hơn hỗ trợ mạng 5G thì sẽ phải đánh đổi một vài những thứ gì đó ví dụ như là cấu hình của nó sẽ không thể mạnh bằng so với những chiếc điện thoại hỗ trợ mạng 4G này hoặc là các bạn sẽ phải đánh đổi là chất lượng màn hình không ngon viên pin của nó không trâu đi nữa đấy các bạn chắc chắn sẽ phải có sự đánh đổi và hiện tại việc không mua một chiếc điện thoại 5G là một điều hợp lý ngay từ cái chi phí ban đầu mà thôi các bạn ạ à. và không chỉ có chi phí đâu việc mà chúng ta vận hành một chiếc điện thoại hỗ trợ mạng 5G thì thời lượng pin chắc chắn nó cũng sẽ bị ảnh hưởng chắc chắn luôn nhưng chiếc máy mà hỗ trợ mạng 5G, Model của nó sẽ phải hoạt động rất là nhiều để có thể là bắt sóng được mà. Đâm ra là nó sẽ tốn nhiều năng lượng hơn và chưa hết các bạn đã có thể mua một chiếc điện thoại hỗ trợ mạng 5G rồi đúng không? Thì chi phí để bỏ ra duy trì những cái gói cước hỗ trợ mạng 5G sẽ đắt hơn rất là nhiều. Mình chỉ lấy đơn cử là ở bên thị trường Hàn Quốc thôi, một trong những cái thị trường mà có tốc độ kết nối 5G đứng thứ hai trên thế giới này và mức độ phủ phải gọi là hàng đầu ở trên thế giới thì cái chi phí dành cho một gói cước 5G nó sẽ cao hơn khoảng tầm là từ 30 cho tới là 40% thì với mức độ phủ ở Việt Nam hiện tại á mình nghĩ rằng là việc mà nó cao hơn khoảng tầm là từ 50 cho tới là 100% so với là kết nối mạng 4G cũng là một cái điều không có gì quá là ngạc nhiên cả. Đấy, các bạn có thể là mua được điện thoại đấy, nhưng liệu các bạn có thể duy trì được một cái gói cước cao đến như vậy mà như vậy hay không thôi và bên cạnh đó đã nói đến cơ sở hạ tầng thì bây giờ chúng ta sẽ xét là cơ sở hạ tầng 5G hiện tại của Việt Nam như thế nào hiện tại á thì mình thấy rằng là Viettel này hay là Vinaphone thì cũng đã bắt đầu có những cái cột sóng phát thử nghiệm mạng 5G rồi tuy nhiên cũng chỉ duy trì ở một vài những thành phố lớn ví dụ như là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh mà thôi và có thể trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có thêm đà nẵng hoặc là cần thơ nữa hoặc là một vài những cái thành phố lớn hơn nhưng những thành phố này thì cũng chỉ có một số điểm các bạn có thể bắt được mạng 5G các bạn ạ không phải là ở chỗ nào ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội cũng có thể là bắt được mạng 5G nha. Hiện tại mình có test qua quận 9 và quận 7 thì cũng có đâu có mạng 5G đâu. Chỉ khi nào mà các bạn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ này hoặc là tòa nhà của Viettel ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh thì mới có thể là bắt được mạng 5G mà thôi. Và việc mà các bạn đầu tư mua điện thoại 5G về và suốt ngày phải đi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ hoặc là phải đi ra tới tòa nhà của Viettel uống cà phê thì mới bắt được mạng 5G thì đó là một cái sự lãng phí tương đối lớn các bạn ạ. Và đôi lúc các bạn phải đánh đổi đi rất là nhiều thứ khác. Và chưa kể là những cái nguồn tin của mình từ Hà Nội á thì có chia sẻ với mình rằng là phải tới đầu năm 2022 thì băng tần và những cái cơ sở hạ tầng dành cho kết nối mạng 5G tại Việt Nam mới có thể là gần bằng so với là 4G ở thế hiện tại. Và mình nghĩ rằng 2022 á các bạn mới nên mua điện thoại 5G thôi, còn ở hiện tại không nhất thiết phải mua điện thoại 5G nha các bạn. Và bên cạnh đó thì những cái ứng dụng thực tế mà 5G mang lại ở hiện tại á, mình đã từng từng sử dụng qua cái kết nối mạng 5G này rồi. Thì mình thấy rằng là những cái ứng dụng thực tế về mặt lý thuyết thì nó rất nhiều. Ừ chúng ta có thể là stream 4K rồi là chúng ta có thể là làm ABC rồi là có thể là điều khiển được ừ, cái gì nhỉ? Ừ, à, phẫu thuật. Uh, từ xa này nó abc vân vân và mây mây tuy nhiên áp dụng thực tế dành cho một người sử dụng điện thoại á, thì mình thấy rằng là nó không có sự khác biệt quá nhiều so với là 4G nó không mang đến cho người dùng được cái sự khác biệt các bạn ạ. À, tốc độ mạng 4G hiện tại thì mình thấy rằng là nó cũng rất là ngon rồi. Các bạn vẫn hoàn toàn có thể là xem video YouTube này độ phân giải là 2K hoặc thậm chí là 4K hoặc là vẫn có thể là livestream được mà. Rất nhiều lần mình nhà mạng nhà của mình nhá thì uh, wifi nó bị vấn đề đâm ra là mình livestream cho anh em Bảng kết nối 4G thì nó vẫn rất là ngon lành cành đào đúng không Và chưa kể là hiện tại Việt Nam mà đi đâu cũng có wifi các bạn ạ. Ra quán cà phê cũng có wifi Vào trường học cũng có wifi Và thậm chí ra ngoài đường Ví dụ một vài cái phố đi bộ Thì cũng có wifi Về nhà thì chúng ta cũng đã lắp wifi rồi Thì đâu có nhất thiết phải mua một chiếc điện thoại Phải đưa 5G Là một cái tiêu chí lựa chọn một chiếc điện thoại Cuối năm nay đúng không bạn Và chúng ta chỉ cần là 4G thôi Và nhận được rất là nhiều những giá trị khác Thì đó là một trong những cái điều mà mình nghĩ rằng là hợp lý hơn ở thời điểm hiện tại Và nếu anh em nào mà hỏi mình rằng á Khi nào thì chúng ta nên mua một chiếc điện thoại hỗ trợ kết nối mạng 5G Thì như lúc nãy mình nói phải khoảng tầm là cuối năm 2021 và đầu năm 2022 thì các bạn mới nên đầu tư mua một chiếc điện thoại 5G các bạn ạ. Còn với những bạn nào mà đưa ra cái lý do là ừ bây giờ chúng ta đầu tư rồi thì trong thời gian sắp tới ví dụ như năm 2022 nó phủ mạnh hơn rồi thì chúng ta có thể là sử dụng được. Thực tế mà nói á thì cái trung bình thời gian mà chúng ta đổi một chiếc điện thoại nó rất là nhanh các bạn ạ Nó chỉ rơi vào khoảng tầm là trung bình bây giờ nha nếu mà ở điện thoại tầm trung á, thì nó sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm là từ 4 cho tới là 8 tháng mà thôi Còn với flagship á, thì nó chỉ rơi vào trung bình là một năm là rất nhiều bạn đã đổi một chiếc điện thoại mới rồi Cho nên không nhất thiết phải mua điện thoại 5G ở thời điểm hiện tại Và đó là những cái lý do mà mình đưa ra để hỗ trợ cho những bạn nào mà đang phân vân rằng là có nên mua điện thoại 5G hiện tại hay không Thì với cá nhân mình là không còn nếu xem đến đây rồi các bạn cảm thấy rằng là có nên mua điện thoại 5G hiện tại hay không thì có thể là comment cho mình biết ở phía dưới của video ngày hôm nay nha. Còn nếu xem đến đây rồi cảm thấy video này hữu ích, các bạn có đi là một like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ thì bye bye.